15 căn nhà của người dân ở phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh bị nứt tường, sụt lún do nhà thầu dùng robot đào cống thoát nước mưa ngầm 10 mét dưới lòng đất. Hiện các hộ dân có nhà bị ảnh hưởng thì sống trong tình trạng lo lắng bất an và mong đơn vị thi công công trình có phương án khắc phục. Thưa quý vị và các bạn, đây là một trong những ngôi nhà của người dân ở đường 18 phường An Khánh, thành phố Thủ Đức bị hư hỏng do gói thầu XL07 dùng robot để đào hệ cống thoát nước sâu 10 mét và khiến nhiều ngôi nhà của người dân ở khu vực này bị hư hỏng, sụt lún và nứt nẻ như thế này. Căn nhà của ba mẹ ông Thành là một trong số 15 căn nhà của người dân ở đường 18 phường An Khánh, thành phố Thủ Đức bị nghiêng nứt vì robot đào cống thoát nước. Hiện căn nhà xuất hiện những vết nứt, nhiều bức tường nghiêng. Ngoài ra, cửa hàng rào và cửa nhà không thể đóng chặt vì tường bị sâu lệch. Nứt cửa là cửa cứng hết. Lúc đó là nghe cái rắc tự động ra ngó, bắt đầu thấy mấy cái tường tự nó nứt, rồi cửa cứng hết. Hiện bây giờ nó vẫn còn nứt, nó nứt càng ngày càng nhiều nè. Coi như nó giống như là nó không biết là mấy cái này không, dài ngày tới không biết nó còn nứt, nó không sợ mấy cái bức tường này nó ngã ra ngoài đường rồi nhà nó sụp teo luôn. Thì ở bên công trình á, nó tới nó kiểm tra, nó coi là nó xác nhận là nó có đào cống ở dưới. Còn đối với căn nhà của ông Liêm gần đó cũng trong tình trạng tương tự. Được xây dựng cách đây hơn 4 năm, rất vững chãi. Thế nhưng khi dự án thi công, tường nhà của ông bị nứt kéo dài. Gia đình ông đang lo lắng vì không biết căn nhà của mình và các hộ dân trong khu vực có bị nghiêng, nứt nữa hay không. Cái con lương mình xây kín bây giờ nó hở. Tôi đang rất lo ngại, chính cái hở đó là mưa nó sẽ tạt vô. Thành ra cái nhà đang không bị thấm gì hết, có thể sắp tới nó sẽ thấm. Và ngoài ra phía trên đó là có một cái vết răng, cái tường, rất là lo lắng, rất là quan mang. Theo Ủy ban dân phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do trong quá trình thi công gói thầu XL07 do nhà thầu chính là liên danh công ty cổ phần xây dựng đê kè và phát triển nông thôn Hải Dương và công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật điện và xây dựng Băng Hiên thuộc dự án vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2 triển khai thi công, thì robot thi công đào cống nước ở độ sâu 10 mét thì xoay cất đất, việc này tạo ra biến động dưới lòng đất, khiến nhiều nhà dân bị ảnh hưởng. Vấn đề thi công mà băng ngang đường số 18 thì hiện nay phường không, khi mà thi công thì phường không nắm được, mà sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân thì phường mới nắm được cái thông tin này. Hiện nay là liên quan đến vấn đề xử lý sự cố đường số 18, thì Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Sở Giao thông Vận tải đã có văn bản chỉ đạo, hiện nay là đang tiến hành các cái bước để khắc phục sự cố này. Về phương án khắc phục, địa phương cho biết đơn vị thi công đang kiểm tra và sửa chữa những căn nhà bị hư hỏng. Tuy nhiên, theo người dân, cách khắc phục của đơn vị thi công hiện chỉ là cách khắc phục tạm kiểu chắp vá. Người dân trong khu vực mong muốn cơ quan chức năng có phương án khắc phục kiên cố và thuê cơ quan giám định độc lập đánh giá tác động của công trình đang thi công để đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của người dân.